chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin giới thiệu một cái vườn mới thi công. Đây là một khu vườn khá là rộng với diện tích khoảng 2/30 m². Với kích thước rộng như thế này thì nó rất dễ pháp bố trí và trồng tất cả các loại cây. Hiện tại thì cái vườn này được bố trí với ba dạng chậu. Thứ nhất là chậu để trên kệ sắt như thế này để trồng tất cả các loại rau. Đa số những trên rau trên đây thuộc dạng những cái loại rau như là rau cải, các loại cải, mồng tơi, rau dền, các loại củ. Ví dụ như đây là hai chậu củ cải trắng, hai chậu củ cải đỏ dưới đây, và các loại rau thơm như là diếp cá, quế, kinh giới và tía tô. Với cái kệ được đặt trên kệ sắt như thế này, cái chậu được đặt trên kệ như thế này thì cái việc vệ sinh dưới sàn đây khá là đơn giản. Như là quá quen thuộc với sản phẩm của bên công ty là cái kệ này có thể di chuyển được, mình có thể ra vào rất là dễ dàng. Hiện tại vườn đã được thi công được 7 ngày, hầu hết là các rau đã được bố trí, và tiếp theo là chậu ghép để trồng tất cả các loại cây ăn trái để bò lên cái vàng này. Cái vàng này khá là rộng, ví dụ hai chậu này có thể, một chậu này có thể trồng được hai cây dây leo và trồng thêm một cây ớt. Đằng đây thì cây bầu. Hai chậu ghép này thì sẽ trồng cây ăn trái như là hai cây cà pháo và hai cây ớt rất là yêu thích của chủ nhà, trồng rất lâu rồi nên chủ nhà không nỡ bỏ đi, thì hiện đang ra trái rất nhiều. Và đây là cây bí đao, thì nó được 7 ngày, mà như chúng tôi đã ươm trước sẵn ở vườn ươm thì nó tầm khoảng 20 ngày rồi, thì lên đây 7 ngày thì bắt đầu nó đang cho ra những cái nõn và sẽ ra những cái trái đầu tiên. Còn đây là một cây khổ qua, hiện cũng đang ra trái vì cái cây này đã chuẩn bị trước ở kho của công ty ăn sạch uống sạch rồi. Và tiếp theo nữa là một cái vàng thủy canh. Cái dạng này dạng thủy canh hồi lưu, đây là cái bồn để chứa dinh dưỡng, đi hồi lưu dinh dưỡng về và bơm dinh dưỡng lên đây, và nó sẽ chạy theo hình xích sắt theo những cái ống này. Kích thước của cái ống này là dài 3 m. Cái dạng này hiện tại là 8 ống, một ống có thể tới 19 rọ như thế này. Riêng cái phần thủy canh này á thì xung quanh đây thì nắng rất là gắt, nên chúng tôi đã lắp thêm một cái lưới như thế này phía trên để giảm bớt cái nắng buổi trưa, làm cho cái nước trong cái rọ này, nó sẽ không được nóng và cây nó sẽ ít bị nguy hại hơn. Còn đây là những cây hoa hồng cũ của chủ nhà đã chăm từ rất lâu rồi, hoa rất đẹp, rất thơm. Và đặc biệt nơi đây có một cái cây sung trái rất là sai. Đây, cây sung trái rất là sai, trồng rất lâu rồi, có được 10 năm rồi, nó tự mọc á, chứ chủ nhà nó cũng không
mua cây về trồng nữa. Sao lại tự mọc ngay gốc đẹp như thế này không biết nữa. Và trên cái bồn này thì có đổ đất thêm và trồng các loại cây ăn trái như là cây đậu bắp đây, và cái cây ăn trái lớn như là cây ổi, cây chanh và cây táo. Và sau đây là mời mọi người coi là những cái hình ảnh tổng quan của khu vườn. Và mình xin kết thúc video tại đây. Khoảng chừng 20 ngày nữa là rau nó lên xanh tốt thì mình sẽ quay lại một cái video nữa cho các bạn cùng xem. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.